Ok Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình quay lại cho mọi người cái khu vườn mới của mình. Khu vườn này thì đặc biệt sẽ là chuẩn bị cho đợt đón cái mùa hoa mẫu đơn sắp tới vào tháng 5 đến tháng 6 nhé. Đây là khu vườn mà mình cũng đặt rất là nhiều tâm huyết với rất nhiều các cái cây hoa mẫu đơn to nhỏ cũng như là những cây mà Trung Kiên thấy đẹp, Trung Kiên chọn để mọi người cùng ngắm cũng như là để giao lưu cùng anh em. Cũng sau một thời gian thì mới hoàn thành xong được khu vườn này. Ở đây thì mình có các cái giống mẫu đơn từ mẫu đơn Văn Chấn này, cổ Văn Chấn, mẫu đơn Đỏ Ta, mẫu đơn Vàng và Búp Đỏ này. Đấy, các cái dáng từ dáng Nùm, dáng Thế cho đến các cái loại dáng bay các kiểu luôn. Đây là những cây size rất là lớn nhé. Loại này thì mình để phục vụ anh em chơi những cây to. Đây là một mặt của khu vườn này các bạn, với những cây mẫu đơn cực kỳ già và cổ kính. Những cái cây này thì thường có tuổi đời rất là lâu năm rồi. Đơn Vàng, đơn cam, rồi là các loại đơn. Ở đây Trung Kiên có làm một cái lều để ngồi uống nước này. Các cái loại cây mà độc đáo cũng như là cây đẹp thì Trung Kiên sẽ đưa lên đây để giao lưu cùng mọi người cũng như là để cho anh em lên đây giao lưu cùng ngắm cây nhé. Đây có những cái cây mộc hương mà nếu mà mùa này mà các bạn ngồi uống trà ở dưới cây mộc hương này thì cực kỳ thơm luôn. Ngoài ra thì Trung Kiên có những cây ăn quả dòng nghệ thuật nhé, ví dụ như là sung này, khế này, hoặc mít hay vú sữa, xoài, những cây mà để đặt ở những cái biệt thự mà các bạn để đặt ở góc ấy, hoặc là để làm các cái dáng bàn trà. Sẽ có rất nhiều các bạn hỏi là tại sao mẫu đơn của nhà mình nó vẫn xanh tốt. Thì mình cũng xin được chia sẻ thêm, đấy là mẫu đơn thì do các bạn chăm sóc thôi. Cái thứ hai nữa là cũng tùy vào giống nữa. Có những giống đơn Đỏ Ta, ví dụ như đơn Đỏ Ta này, nó sẽ hơi hanh vàng như này, hoặc đơn này, đơn Ta thì nó sẽ hanh vàng hơn. Và nếu mà các bạn có kinh nghiệm ấy, thì các bạn đừng có chăm sóc quá nhiều vào mùa đông, bởi vì mùa đông là mùa mẫu đơn nó rất là chậm phát triển. Mà các bạn đi chăm quá thì tự dưng là cây nó thành ra nó hỏng dễ, nên nó dễ bị vàng lá. Còn những cái chuyện mà hơi hanh vàng như là chuyện bình thường của mẫu đơn nhé các bạn nhé, hơi thôi. Đấy. Ở đây có cây nhài Nhật rất là khủng, chuẩn bị bung hoa, rất là khủng khiếp luôn. Khoảng độ tầm tháng 4, tháng 5 các bạn về vườn sẽ thấy cái vườn này nó sẽ rực rỡ, cực kỳ rực rỡ. Ở đây có những cây vàng mà bây giờ bắt đầu mình đang chuẩn bị làm để chuẩn bị vào mùa của mẫu đơn này. Những cái cây này đều là hoành rất là to. Các bạn chơi hoa mẫu đơn thì các bạn để ý nhé. Có rất nhiều người thì chơi bằng cốt cách, nhưng mà các bạn nên theo quan niệm riêng của mình ý, thì các bạn tùy vào, có cốt cách cây đẹp là điều rất là tốt rồi. Như cây này cốt cách của nó rất đẹp, nhưng mà cái quan trọng nhất của mình chơi cây ý, thì các bạn phải đặt mục tiêu chơi cây là gì. Ví dụ như cây hàng hoa thì bóng tàn nó phải đẹp, hoa nó phải nhiều, dăm nó dày thì sẽ tạo cho cái người chơi cũng như là những người xem người ta thích thú. Đấy, còn cốt cách thì đương nhiên là cốt cách mà nó to nó đẹp ấy, thì giá trị nó sẽ cao hơn.
Ở đây mình có rất nhiều hoa mẫu đơn loại khủng, loại to, có thể đáp ứng được nhu cầu cho tất cả các bạn, kể cả những cái cây mà ngũ phúc hay là những cây làm tán này. Những cây này cực kỳ già và lâu năm rồi, người ta làm tán mà cái tàn nó cuộn vào nhau như này. Đấy, những cái hàng như này nó là những cái hàng rất là hiếm nhé, và phải người mà chơi sành hoặc là hiểu về cây mới dám chơi. Ngoài ra thì mình có cả cây ăn quả, hoa giấy, nhưng mà vườn này chủ yếu là mình vẫn focus vào hoa mẫu đơn. Đây này, những cái cây như thế này thì bạn yên tâm nhé, các bạn đợi ấm ấm lên rồi, bởi vì lá này nó vẫn xanh, nó chỉ hành hành cái trên này thôi. Đợi nó ấm ấm lên rồi các bạn thay chậu hoặc là thay đất đi là sẽ ok thôi. Với số lượng mẫu đơn như này thì mình nghĩ là mình có thể đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu cho các bạn, kể về số lượng cho đến chất lượng cây nhé. Bên này thì là dòng đơn cổ văn chấn này các bạn này. Những cái dòng này mình đang làm tàn, cũng đợi đến tầm tháng 4 thì nó sẽ rất là đẹp. Dòng cổ văn chấn rất là to. Là này, chất cây của nó thì đẹp lắm các bạn. Đây, cổ văn chấn này, các bạn thò tay vào các bạn cạy được cả vảy của nó luôn. Những cây này mình đều làm khá là kỹ rồi, vì vậy nên là các bạn chỉ việc vừa về chơi thôi. Đây, với những cây mà hơi hơi hanh vàng này này là đến tầm tháng 4, tháng 5 ấy, nó sẽ xanh trở lại thôi. Các bạn không phải lo, bởi vì những cái nụ, những cái mầm nó ra nó xanh thì sẽ không sao. Và hôm nay bắt đầu là thợ nhà mình bắt đầu phun cho tầm này bắt đầu nắng lên thì các bạn nên phun thuốc sâu với cả sâu đục thân cho cây mẫu đơn nhé. Các bạn phun từ thân đến lá, có mấy cái này sâu đục thân này, và chủ yếu là sâu đục thân và muội, hai cái loại đấy là hai cái kẻ thù của mẫu đơn. Các bạn để ý cho mình hai cái đấy thôi, và cũng chỉ phun một hai lần là xong thôi, bởi vì cái hàng mẫu đơn này nó không phải chăm nhiều. Đây là tổng thể cả khu vườn của Trung Kiên. Rất là chờ mong đến tháng 5, tháng 6 khi mà cây bắt đầu nó bật mầm, bật nụ và ra hoa thì sẽ gặp anh em ở vườn này và giao lưu với mọi người ở đây. Ở đây thì tụ tập rất là nhiều các cái dòng mẫu đơn khác nhau, cũng như là các cái thể loại cây mẫu đơn to, nhỏ, lớn, bé đều có hết. Đây này, với những cây mà chân bệ nó như này này. Cái này chắc ông phải đánh từ dưới kia lên kìa. Ông Thuần ạ, à, chắc phải đánh từ dưới kìa. Từ dạng ngả bóng này, bàn trà, hình nón này. Số lượng ở đây rất là thoải mái để cho mọi người mua nha các bạn nhé. Chúng mong là sẽ gặp lại mọi người sau một vài tháng tới, và các bạn sẽ ủng hộ kênh của Trung Kiên cũng như ủng hộ vườn của Trung Kiên nhé. Còn hiện thời thì mình vẫn bán những cây mẫu đơn
như bình thường. Các bạn thích những cái dòng nào hay là cây như nào thì cứ liên hệ với số điện thoại của vườn nhà mình, hoặc liên hệ trực tiếp với số điện thoại của mình nhé. Số điện thoại của mình là 0977 999 046. Đặc biệt là có cái lều này mình rất là thích, bởi vì view ra ngắm cây cũng như uống nước chè rất là thích mắt. Từ cây chanh mình cũng lựa chọn rất kỹ, kể cả hoa giấy. Hoa giấy này. Cảm ơn mọi người đã xem video của Trung Kiên nhé. Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người.